Vừa qua, báo Điện tử Tầm Nhìn có bài phản ánh về việc hộ kinh doanh Trần Nho Số, trú tại bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, có đơn cầu cứu gửi đến báo. Nội dung bài phản ánh nêu năm 2018, gia đình ông Trần Nho Số có thuê mảnh đất của gia đình ông Ngô Văn Tùng, trú tại tiểu khu Sa Đỏ, xã Vân Hồ, để kinh doanh cửa hàng ăn uống. Quá trình đàm phán trao đổi hai bên đã có thỏa thuận dân sự và ký hợp đồng thuê nhà và đất với thời hạn là 5 năm. Tuy nhiên, vào khoảng tháng 4 năm 2020, ông Ngô Văn Tùng đã tự ý phá dỡ hợp đồng với lý do đã bán đất và yêu cầu gia đình ông Trần Nho Số phải bàn giao lại mảnh đất cho bà bé là người mua đất. Quá trình mua bán giữa ông Tùng và bà bé, ông Tùng không thông báo và thỏa thuận với ông Số. Nghiêm trọng hơn, vào đầu tháng 6, ông Ngô Văn Tùng đã thuê người đến để cắt cửa, đập phá mái nhà lập bằng pro xi măng, chở cát gạch đến đổ trước cửa, ngăn cản gia đình ông Số kinh doanh. Khi những người lạ mặt đến đập phá, cắt cửa, ông Số đã liên hệ với chính quyền địa phương để can thiệp và giải quyết giúp gia đình. Tuy nhiên, không có phản hồi. Để hiểu rõ sự việc trên, về mặt pháp lý, phóng viên đã có buổi làm việc với luật sư Nguyễn Thanh Sơn, trưởng văn phòng luật sư Thanh Sơn và cộng sự đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Luật sư Nguyễn Thanh Sơn cho biết. Theo các tình tiết thì có thể thấy, nếu xảy ra việc tranh chấp hợp đồng thuê thì quan hệ tranh chấp giữa các bên là tranh chấp dân sự. Do vậy, cũng theo quy định của luật dân sự về việc các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu thì chủ sở hữu chỉ được thực hiện các quyền theo quy định của bộ luật dân sự như bảo tự bảo vệ bằng các biện pháp pháp luật cho phép, trường hợp không thể tự yêu cầu thì có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, các đối tượng đã tự ý giải quyết tranh chấp dân sự bằng biện pháp đến đập phá tài sản hợp pháp của người thuê. Nghiêm trọng hơn nữa, hợp đồng thuê đất vẫn còn trong có thời hạn. Như vậy, hành vi này có dấu hiệu của phạm vào tội hủy hoại hoặc là cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác theo điều 178 Bộ luật Hình sự. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía tây Hà Nội, chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội, vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam, triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperia Smart City, thịnh vượng Win Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Vinh Group. Được biết, ngày 14 tháng 8, Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh huyện Vân Hồ đã có công văn số 195 gửi gia đình ông Trần Nho Số về việc cung cấp thông tin địa chính đối với gia đình. Nội dung công văn cho biết, diện tích đất mà ông Trần Nho Số đang thuê thuộc quyền sử dụng đất của ông Tráng A Trư và bà Giàng Thị Sông, cùng trú tại bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Qua dữ liệu thông tin của Văn phòng Đăng ký Đất đai cung cấp, có thể thấy ông Tùng không phải là chủ sử dụng đất. Do đó, theo quy định tại điều 188 luật đất đai năm 2013, ông Tùng không có quyền ký hợp đồng thuê đất đối với thửa đất này. Cũng theo quy định tại điều 174 bộ luật tố tụng hình sự thì người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác từ 2 triệu đồng trở lên thì có thể phạm vào các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, điều 175 bộ luật hình sự cũng quy định người nào thông qua hợp đồng dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác từ 4 triệu đồng trở lên thì xử lý về tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Như vậy, cần phải điều tra xác minh làm rõ động cơ, mục đích, lý do của việc ông Tùng không phải là chủ sử dụng đất nhưng lại ký hợp đồng cho thuê, chiếm đoạt tiền thuê của người khác. Bởi như vậy, có dấu hiệu của tội phạm trong trường hợp này. Như vậy, có thể khẳng định mặc dù ông Ngô Văn Tùng không phải là chủ sở hữu hợp pháp của thửa đất, tuy nhiên, ông Tùng đã ký kết hợp đồng cho thuê đối với thửa đất này. Việc ông Tùng ký kết hợp đồng cho thuê thửa đất có dấu hiệu phạm tội hình sự cần được cơ quan chức năng làm rõ. Được biết, ngày 21 tháng 8, Công an huyện Vân Hồ đã ra quyết định số 11 không khởi tố vụ án hình sự với lý do không đủ căn cứ để khởi tố vụ án. Khởi tố bị can trong vụ việc có dấu hiệu hủy hoại tài sản hoặc cố ý gây hư hỏng tài sản, cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự. Trường hợp này, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vân Hồ chưa tiến hành xác định giá trị, chưa giá trị để xác minh giá trị tài sản bị xâm phạm. Đồng thời,
chưa làm rõ các tình tiết khách quan của án, làm rõ hành vi của các đối tượng có được phép, pháp luật cho phép hay không, nhưng đã ra quyết định không khởi tố vụ án là chưa đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Căn cứ vào điều 178 Bộ luật hình sự thì cần phải định giá tài sản để xác định giá trị tài sản bị hủy hoại là hư hỏng. Trong đó nếu tài sản bị hư hoặc hủy hoại có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một số trường hợp pháp luật quy định như người gây án đã bị xử phạt về tội hủy hoại tài sản, làm hư hỏng tài sản của người khác mà còn vi phạm, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội, tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình của họ hoặc tái phạm nguy hiểm. Trường hợp tài sản bị hủy hoại có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên đến dưới 200 triệu đồng thì sẽ có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì có phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. Vậy theo quy định tại điều 119 Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự thì việc tạm giam có thể áp dụng với bị can, bị cáo về tội đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Đối với chiếu với quy định tại điều 178 Bộ luật tố tụng hình sự thì việc tạm giam có thể áp dụng nếu như tài sản bị hủy hoại có giá trị từ dưới 200 triệu đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra có thể áp dụng một số biện pháp ngăn chặn khác như cấm đi khỏi nơi cư trú, bảo lãnh hoặc đặt tiền.